có chứ nhiều quá đâu có sể không. Đó, đi tư mùa kim long à. Long vô lại đi bác. Rồi cho tấp ơi. Làm mấy tấp hả? À làm mấy tấp. Làm con mấy chút. Làm lóc gì đâu, mấy lóc gì ạ? Tấp ơi trời lũi khổ tà 2 giờ. Trời nó bán bánh kẹt. Trời ơi. Sợ gì ơi. Ra mua mấy chậu bông chưa kêu. Mà bánh gì bánh túng. Chuột giờ 3 giờ rưỡi tới chuột Kim Long mà anh. Ừ, đẹp quá, cho ớt rồi. Cái bông này mua để bằng thi. Anh nhắn ớt xuống rồi, cái nhỏ. Dạ không, con bé 25 mấy cô bị mua hết trời. Ớt như chậu em. Ớt cô hôn rồi. Trời ơi. Chụp chưa. Từ 2 giờ đến 3 giờ 5 giờ.